chán này. Đưa đây. Bắt đầu phán. Bóp cho kêu đi. Không kêu nữa à? Đừng bóp cắn đầu làm sao nó kêu được. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế là nó mới kêu được. Rồi nằm đấy. Quyết không cho quay video đấy. Hả? Hả? Lucky. Hey.
chân gà đấy có gặm cả tuần không hết. Ôi giời ơi, rơi vào cái quả xước rồi. Làm sao đến lúc cái quả sát mé kia nó phải ăn ra nó lan để hết vườn này. Thì nó không, cái quả này thực ra quả này nó qua vào lưỡi xước này. Nhưng mà thôi kệ cho nó, bây giờ kệ cho nó. Nó cũng đang lan dần ở đây, đây từng mảng luôn. Định làm nhạc con gà đấy. Bom làm sao cho kêu. Đúng rồi. Cầm rất nhẹ nhàng đấy, nhưng không quá mạnh đâu, chỉ hơi khẽ khẽ thôi. Nào nó khi cầm con gà ra đánh xem nào. Cho mượn tí nào thôi. Chân đấy không ăn được. Không thấy đỏ chết toàn ớt nhỉ. Hả? Nào. Mặt lại bẩn rồi này. Lau mắt. Lau mắt. Không có gì khác cả.